Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng review một cái dự án tên là eTukTuk. Và đây là một dự án kết hợp giữa công nghệ AI và cũng như là công nghệ blockchain để đưa ra những cái công nghệ xanh giúp cho môi trường nó được cải thiện hơn. Thì video này là một video được tài trợ và mọi người lưu ý rằng là không được xem là lời khuyên đầu tư nhé. Và bây giờ chúng ta hãy đi đến với cái nội dung ở trong ngày hôm nay. Thì trước mắt anh chị thấy rằng là dự án eTukTuk này đang có cái vòng kêu gọi vốn và nó sẽ tiếp tục tăng giá ở trong những ngày tới. Thì anh chị có thể là mua những cái dự án này bằng BNB, USDT hoặc là thẻ tín dụng của anh chị. Thì anh chị lưu ý rằng là đây không được xem là lời khuyên đầu tư và anh chị hãy cân nhắc thật là kỹ. Thì đối với cái dự án này là một dự án kết hợp giữa công nghệ blockchain và cũng như là công nghệ AI, thì mọi người có thể thấy rằng là ở trên thế giới thì cái phương tiện di chuyển hàng ngày của chúng ta ở phần đông ở châu Á chúng ta thì nó đều là những cái xe bằng động cơ đốt trong anh chị, hoặc là những cái xe mà sử dụng xăng dầu vân vân để có thể là di chuyển được ở trên đường. Và cái tình trạng mà môi trường nó bị ảnh hưởng là cái điều hiển nhiên, mọi người có thể thấy không chỉ là ở nước ngoài mà ở Việt Nam chúng ta, những cái mức báo động về ô nhiễm môi trường nó đang tăng cao lên. Và một phần lớn những cái nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đó chính là những cái phương tiện di chuyển ở trên đường ha. Thì nếu như anh chị không biết về túc á, thì đây là một cái loại xe, một cái phương tiện di chuyển nó dạng như là xe ôm thôi, và nó có thể là giúp anh chị di chuyển có thể là che nắng che mưa và đi được khắp nơi. Và thường là những cái xe túc này sẽ sử dụng là cái động cơ đốt trong ha mọi người ha. Đó, anh chị nào mà đi Thái hay đi những cái quốc gia mà nó có những cái xe túc này thì anh chị được trải nghiệm rồi, thì anh chị thấy rằng là thì xe túc xuất hiện rất là nhiều ở châu Á của chúng ta đúng không ạ? Và để mà giảm đi cái tình trạng rằng là những cái xe túc này hoặc là những cái phương tiện khác ở trong tương lai nó ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta, và đối với eTukTuk là một cái xe điện thì nó sẽ giúp giảm thải những cái CO2 ra khỏi môi trường và nó sẽ giúp môi trường được cải thiện hơn. Thì đối với những cái dòng xe túc thông thường, những cái dòng xe mà chạy bằng động cơ đốt trong thì có giá thành rất là cao, và đối với eTukTuk thì nó sẽ có giá thành thấp hơn và nó có thể là giúp cho cái cơ hội những cái tài xế có thể là sở hữu để mua những cái chiếc xe này nó lên đến là 78% cái cơ hội để sở hữu xe ha. Và cũng như là khi mình tài xế sử dụng cái xe eTukTuk này thì họ sẽ giảm đi những cái chi phí về xăng và dầu, và cũng như là sẽ giúp cho môi trường nó được an toàn hơn ha. Điện thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với lại xăng dầu, và cũng như là cái mức độ tiêu thụ của điện nó cũng sẽ nằm ở một cái mức gọi như là thấp hơn đối với xăng dầu. Thì đối với eTukTuk, ngoài cái việc là có một cái xe điện ra thì họ còn có một cái công nghệ thanh toán nữa. Thì thông thường là chúng ta sẽ thấy rằng là những cái việc thanh toán nó sẽ qua những cái liên quan đến ngân hàng, iBank, mobile banking vân vân đúng không ạ? Thì đến thời điểm này thì eTukTuk sẽ kết hợp cả blockchain, có nghĩa là sẽ đưa những cái công nghệ, những cái đột phá mới ở trên thế giới vào ở trong cái mạng lưới của xe eTukTuk, và nó sẽ giúp cho tài xế có thể là thuận lợi hơn trong cái việc thanh toán, và cũng như là có thể là kiếm thêm nhiều cái đồng eTukTuk hơn bằng cách là họ có thể là mang cái đồng đó đi staking ha. Và đến thời điểm này thì họ cũng đã có một cái gọi như là đặt cược là staking ở đây rồi. Và đối với cái vấn đề rằng là mỗi dự án thì đều phải có những cái con người đứng ra lãnh đạo, thì mọi người có thể xem qua những cái vị lãnh đạo ở đây đều có tên tuổi rõ ràng và cũng như là có những cái profile, thì mọi người có thể check qua LinkedIn ha. Và những cái người này theo em khảo sát qua thì họ có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong cái mảng công nghệ, và đây là những cái nhân vật mà có thể là giúp cho dự án này phát triển tốt hơn. Và đối với những cái dòng xe eTukTuk này, nó còn có một cái điểm đặc biệt là cái phần công nghệ AI. AI thì hiện tại anh chị thấy rằng là rất là nhiều ở trên thị trường rồi. Thì khi mà kết hợp cả AI vào trong cái quá trình hoạt động của tài xế, khi mà tài xế sử dụng những cái eTukTuk này chạy trên đường phố để có thể đón khách, đưa khách, thì nó cũng sẽ kiểm tra được khí thải, nó sẽ phân tích được rất là nhiều thứ khác nhau để đưa ra thêm những cái sáng kiến xanh thông qua con AI đó. Và một điều đặc biệt là con AI này có thể là giúp cho tài xế có thể là biết được rằng là xe đang có vấn đề gì, có cần phải bảo trì, bảo dưỡng hay không. Thì nếu như mà để lâu mà không sửa, ví dụ như là nó chỉ mới hư nhẹ thôi, nó vẫn chạy được, nhưng mà để lâu không sửa nó có thể là lâm ra bệnh nặng và có thể là bỏ ra những cái khoản chi phí rất là nhiều. Và đối với con AI này, nó sẽ giúp cho cánh tài xế một cái vấn đề rất là lớn như vậy. Nó sẽ giúp cho họ thông báo là thiết bị của anh bị hư ở đâu và như thế nào, cần phải bảo trì, bảo dưỡng ở thời điểm nào hợp lý, để giúp cho tài xế có thể là giảm thiểu đi những cái phần chi phí không đáng có mọi người nhé. Và đặc biệt hơn nữa là đối với dự án eTukTuk này, họ có một cái play to earn dành cho cánh tài xế khi sử dụng eTukTuk này để đón khách, để chở khách ha. Và đây là một cái game tên là Crazy Taxi. Thì những cái tài xế này khi mà sử dụng những con eTukTuk để đón khách, để trả khách đó, thì họ có thể là có cơ hội kiếm thêm những cái đồng token eTukTuk. Thì khi mà những cái tài xế chạy ở những cái thành phố như là Sri Lanka thì họ đón trả khách chạy càng nhanh càng nhiều, thì
thì họ sẽ càng được nhiều cái phần token hơn, và họ có thể là sử dụng đồng token đó để staking. Và đối với cái phần game này thì họ còn có thể là mở rộng thêm bản đồ để có thể là di chuyển ở nhiều nơi hơn, và cũng như là tiếp cận được nhiều cái thành phố mới hơn và kiếm thêm những cái phần thu nhập thông qua cái trò chơi Play to Earn này. Và đối với trò chơi Play to Earn này thì họ đang ở trong quá trình phát triển, và trong tương lai họ sẽ ra mắt, và nó sẽ rất là hứa hẹn đối với những cái cánh tài xế chạy y túc túc mọi người nhé. Nói thêm về một cái phần liên quan đến contract thì mọi người có thể thấy đây là một cái vòng lập smart contract, và nó sẽ được tích hợp giữa từ chiếc xe y túc túc cho đến là những cái app, những cái ứng dụng y túc túc, hay đến tài xế cũng như là những cái chạm sạc vân vân, sẽ giúp cho mọi thứ đều được minh bạch. Thì đối với blockchain thì đây là một cái công nghệ rất là tốt rồi, thì mọi người có thể biết rằng là khi mà sử dụng blockchain thì nó sẽ giúp cho việc thanh toán minh bạch hơn, mọi người đều có thể được kiểm tra những cái giao dịch của mình, nó không bị ăn chặn ăn bớt vân vân, thông qua cái việc là tài xế có thể là kiểm soát trực tiếp ở trên blockchain mọi người ha. Và đối với những cái smart contract này thì đã được kiểm tra và kiểm toán ở trên Consus, thì mọi người có thể thấy rằng là token này được chạy ở trên mạng lưới là của BSC, ở trước mắt là BSC, thì mọi người có thể thấy rất rõ là khi mà kiểm tra thì kết quả trả ra là không có bất cứ một cái rủi ro nào đối với cái contract này, và cũng như là những cái liên quan đến buy fee hay là sell fee thì nó đều bằng không, có nghĩa là nó sẽ không có cái phí khi anh chị mua và bán cái đồng token này. Thì đây là một cái điểm cho thấy rằng là thì đây là một cái dự án minh bạch và nó rất là uy tín ở trong thời điểm hiện tại. Về phần token thì anh chị có thể thấy là những cái sự phân bổ như sau: liquidity là cung cấp thanh khoản để đồng token này có thể là mua và bán được ở trong tương lai là 5%. Resale staking là những người nào đã mua và staking á, thì nó sẽ chiếm về 4% để trả thưởng cho những cái người staking ha. Resale ở đây có nghĩa là họ bán resale á, là cái mức là 6% ở trong cái tổng cung. Tiếp đến là quỹ cộng đồng là nó sẽ chiếm 10%, có thể là họ sẽ sử dụng cho những cái vấn đề liên quan đến error vân vân. Team là 10%, marketing là 10%. Đây là những cái bước để họ có thể là thúc đẩy dự án. Rồi 20% thì họ sẽ sử dụng để có thể là phát triển cái dự án của họ tốt hơn, ví dụ như là xe, về những cái liên quan đến thanh toán vân vân, thì họ sẽ sử dụng 20% này và cái vấn đề là phát triển dự án. 20% nữa là power staking và cũng như là company reserve, có nghĩa là họ sẽ dự trữ lại là 15% để có thể là tiến hành cung cấp thanh khoản thêm, hoặc là có thể là đưa ra những cái chương trình hấp dẫn dành cho những cái tài xế. Thì vừa qua em đã review cho anh chị sơ qua về cái dự án y túc túc này, và mọi người có thể thấy rằng là họ đang bán resale ở thời điểm hiện tại, và mọi người nên cân nhắc thật là kỹ, bởi vì đây là một dự án được tài trợ và em chỉ đang review những cái góc nhìn và những cái thông tin về dự án này đến chị thôi. Và nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm và sâu hơn về dự án này thì những cái thông tin em sẽ để ở dưới phần mô tả video này để mọi người có thể là kiểm tra và xem xét những cái thông tin của dự án này nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những nội dung video lần sau.